Với những cặp vợ chồng, nếu biết quan hệ tình dục đúng cách, chừng mực và điều độ thì chắc chắn họ sẽ rất hòa hợp cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nếu như các bạn quan hệ tình dục với tần suất quá nhiều thì vô tình cả nam giới và nữ giới sẽ phải chịu những tổn thương không hề nhỏ về mặt sức khỏe. Có rất nhiều bạn đã từng nhắn tin hỏi tôi, ngày nào cũng quan hệ thì có làm sao không? Có những cặp đôi thì cả tuần quan hệ 7 ngày và thậm chí trong mỗi đêm thì họ quan hệ tình dục 2 đến 3 lần. Và tôi chắc chắn nếu như những cặp đôi như vậy không biết điều chỉnh lại tần suất quan hệ của mình thì chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ gặp phải một trong 8 tác hại sau đây. Suy giảm về mặt sức khỏe nói chung, quan hệ tình dục khiến chúng ta bị tiêu hao rất nhiều năng lượng, đặc biệt trong giai đoạn cao trào thì đòi hỏi rất nhiều cơ quan, bộ phận phải tham gia vào quá trình này. Ví dụ như là cơ bắp này, tim đập nhanh này, hệ hô hấp chúng ta sẽ thở gấp gáp hơn, rồi ra nhiều mồ hôi hơn đúng không ạ? Chính vì vậy, sau mỗi cuộc yêu thì đòi hỏi chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Tuy nhiên, nếu như mà thời gian nghỉ ngơi không đủ và cơ thể của chúng ta chưa kịp phục hồi lại mà các bạn quan hệ tình dục liên tục như vậy thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị suy giảm sức khỏe này, rồi là giảm sút về mặt thể lực, và đặc biệt là nhiều trường hợp là nó còn ảnh hưởng đến trí nhớ. Và đặc biệt là rất nhiều nam giới khi mà phải cố gắng để chiều cái nhu cầu quá cao của vợ mình, tức là cơ thể thì rất là mệt mỏi rồi nhưng bây giờ nhu cầu của vợ quá cao phải liên tục đáp ứng, thì nhiều nam giới trong cái hoàn cảnh như vậy là rất dễ gặp phải những tình trạng ví dụ như là mệt mỏi này, chóng mặt này, hoa mắt này, rồi là cơ thể gần như là kiệt sức, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cả công việc, tinh thần lẫn cuộc sống. Tác hại thứ hai, gây suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới. Quan hệ tình dục quá nhiều có thể gây ra một số bệnh, bởi vì khi các bạn để dương vật liên tục trong trạng thái cương cứng, xuất tinh nhiều rồi co bóp nhiều thì có thể khiến cho đường dẫn tinh bị sung huyết, và đây là một trong những nguyên nhân khiến cho nam giới bị viêm đường tiết niệu này hoặc là viêm tinh hoàn. Ngoài ra, khi xuất tinh quá nhiều có thể gây rối loạn sinh lý ở nam giới. Do tần suất xuất tinh quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến khoái cảm, tức là lâu dần nó sẽ làm giảm cái sự khoái cảm và có thể là dẫn đến xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, và trong nhiều trường hợp nặng hơn có thể là bị liệt dương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh sản. Cho nên rất là nhiều nam giới đã từng tâm sự với tôi là tại sao cách đây 1 năm, 2 năm, thậm chí là ngày nào hai vợ chồng cũng quan hệ, một tuần quan hệ đến 5-6 lần không vấn đề gì cả, mỗi cuộc yêu vẫn kéo dài trên 15 phút, nhưng cho đến 1 năm trở lại đây, chỉ có vài tháng trở lại đây thôi thì tự nhiên là quan hệ chỉ có còn được 2 phút là đã xuất tinh rồi. Thậm chí là mỗi một lần xuất tinh thì không còn cảm thấy hưng phấn. Thậm chí có những anh em thì là bị cương xìu bất thường, tức là rối loạn cương dương trong quá trình quan hệ tình dục. Thì mọi người có thể thấy rằng là không nên chủ quan. Rất là nhiều người nghĩ rằng là bây giờ tôi đang quan hệ với cái tần suất 5-6 lần trên một tuần, tôi đang rất khỏe như này, làm gì có chuyện sinh lý tôi bị suy giảm. Nhưng các bạn yên tâm, nếu như các bạn không điều chỉnh lại thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào mà duy trì được cái phong độ và sức khỏe sinh lý của mình đâu. Tác hại thứ ba, gây ảnh hưởng đến xương khớp. Trong mỗi cuộc yêu thì gần như nam giới luôn là người chủ động và dùng nhiều sức lực hơn. Chưa kể đến việc mà các bạn dùng những tư thế khó phải bế, rồi là nâng cơ thể của người bạn tình. Và đặc biệt là khi mà quan hệ tình dục, tức là khi xâm nhập, thì có phải là vùng cái khu vực hông và thắt lưng của nam giới sẽ phải vận động rất nhiều để làm sao mà có thể đưa đẩy cậu nhỏ vào bên trong cô bé đúng không ạ? Chính vì vậy nếu như mà các bạn quan hệ tình dục với tần suất quá nhiều thì sẽ khiến cho cái khu vực cơ ở phần hông và phần thắt lưng nó sẽ rất là mỏi, đau nhức. Và nếu như mà liên tục như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị thoái hóa sớm. Và các bạn biết gì không ạ? Tại sao mà nam giới khi mà quan hệ và xuất tinh xong lại hay bị mỏi thắt lưng? Thứ nhất là do bị vận động nhiều phần cơ ở đây. Và thứ hai nữa đó là gì? Quan hệ tình dục nhiều thì các bạn phải xuất tinh nhiều đúng không ạ? Và khi xuất tinh nhiều thì đòi hỏi cơ thể phải sản sinh tinh trùng nhiều hơn, tốn nhiều calo hơn. Và có một số nghiên cứu cho rằng khi mà nam giới xuất tinh quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến thận tinh, và lâu ngày thì nó còn gây gọi là suy giảm chức năng thận. Chức năng thận và chức năng sinh lý thì nó luôn là có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và nhiều nam giới hỏi tôi là có phải là đau phần thắt lưng là tức là bị thận yếu hay không? Một phần là do vận động và thứ hai đó là do các bạn xuất tinh quá nhiều thì nó để lại cái hệ lụy như vậy. Tác hại thứ tư, ảnh hưởng tới tâm lý và khoái cảm.
tần suất quan hệ tình dục tỷ lệ thuận với mức độ tình cảm của các cặp đôi. Và các bạn tưởng tượng khi mà các bạn yêu nhau cũng vậy thôi, thì lúc nào chúng ta cũng muốn được nhìn thấy nhau rồi được nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Vậy thì cái việc quan hệ tình dục cũng vậy, những cặp đôi nào mà lần đầu tiên bắt đầu được quan hệ tình dục với nhau thì suốt cái khoảng thời gian sau đó họ liên tục muốn gần gũi, rồi là những cặp đôi nào mới kết hôn thì tần suất quan hệ của họ cũng rất là dày đặc. Tuy nhiên nếu như quan hệ tình dục liên tục thì dần dần cả hai sẽ rất khó đạt được sự hưng phấn và khoái cảm như lúc đầu. Và giống như các việc các bạn mà yêu lâu dần thì các bạn cũng cảm thấy tình cảm nó nhạt đi, thì cái việc mà các bạn quan hệ tình dục quá nhiều nó dần dần cũng khiến cho các bạn đó là ít ham muốn hơn này, rồi là nhiều cặp đôi thì rơi vào cái trạng thái đó là thờ ơ và lãnh cảm tình dục. Cho nên là cái việc mà các bạn quan hệ tình dục nó phải có một cái tần suất nó hợp lý, để lúc nào chúng ta cũng cảm thấy là mỗi cuộc yêu nó thú vị. Tác hại thứ 5, chức năng sinh dục bị lão hóa sớm. Tần suất quan hệ tình dục liên quan mật thiết với tốc độ mãn dục của con người. Áp lực từ việc quan hệ tình dục khiến cho hệ thống dây thần kinh ở cơ quan sinh dục liên tục trong trạng thái căng thẳng. Vì vậy, nếu như các bạn liên tục duy trì cái tần suất quan hệ quá dày đặc thì sẽ khiến cho chức năng sinh dục bị suy giảm và bị lão hóa sớm hơn. Tác hại thứ 6, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Khi xuất tinh quá nhiều thì tinh trùng không có đủ thời gian để tái tạo lại, vì vậy gây ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng. Ngoài ra, khi các bạn quan hệ với tần suất quá dày đặc thì lượng tinh trùng xuất ra cũng sẽ ít hơn, thường thường là dưới 2ml. Lúc này thì mật độ tinh trùng thấp, số lượng tinh trùng ít, và có nhiều trường hợp khi các bạn xuất tinh quá nhiều như vậy thì còn không có tinh trùng, tức là lúc này xuất ra chỉ còn có tinh dịch, gọi là tinh trùng nó không đáng kể. Và khi mà tinh trùng bị giảm cả chất lượng và số lượng thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Cho nên vì sao có rất nhiều cặp đôi đó là dù canh ngày rụng trứng của vợ rồi nhưng mà vì thiếu kiến thức cho nên hai vợ chồng, có nghĩa là quan hệ liên tục ngày nào cũng quan hệ như vậy, thì có thể là quan hệ trước đó 5 đến 7 ngày thì cái lượng tinh trùng nó giải phóng ra lúc đấy nó đã rất là nhiều rồi, và dần dần những ngày sau đó thì lượng tinh trùng sẽ lại càng ít đi, và tới cái ngày rụng trứng thì do là số lượng và chất lượng tinh trùng không đảm bảo cho nên cũng không thể thụ thai được. Cho nên các bạn nhớ nhá, ngoài cái mà việc chúng ta canh ngày rụng trứng thì còn phải đảm bảo được số lượng và chất lượng tinh trùng của nam giới nữa. Tác hại thứ 7, ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục. Khi quan hệ tình dục với tần suất quá nhiều thì nam giới sẽ gặp phải tình trạng đó là bị đau nhức dương vật do mức độ cọ sát quá nhiều. Ngoài ra thì còn tăng nguy cơ mắc một số bệnh nam khoa như là viêm đường tiết niệu hay viêm tinh hoàn. Còn đối với nữ giới thì sao? Các bạn để ý khi nữ giới trải qua giai đoạn lên đỉnh thì lúc này âm đạo bắt đầu khô dần lại. Chính vì vậy khi quan hệ với tần suất quá nhiều thì dịch nhờn âm đạo nó sẽ tiết ra không thể đủ được, và không thể tránh khỏi tình trạng đó là âm đạo bị khô và bị đau rát trong quá trình quan hệ. Vậy thì nếu như cứ tiếp tục quan hệ liên tục như vậy thì thành âm đạo sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là có thể bị sung huyết, và nghiêm trọng hơn là khi mà bị khô và bị đau rát mà cứ tiếp tục quan hệ thì nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là bị viêm nhiễm phụ khoa. Và tất nhiên rồi, khi mà gặp phải cái vấn đề viêm nhiễm cả nam cả nữ mà không có những cái biện pháp chữa trị tạm thời thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái chức năng sinh sản của các bạn. Tác hại thứ 8, dễ gây tai nạn giường chiếu. Các bạn ăn mãi một món ăn thì các bạn cũng cảm thấy nhàm chán, đúng nào? Ngày đầu tiên áp dụng tư thế truyền thống thì các bạn thấy nó cũng rất là thú vị và đem lại hưng phấn cho cả hai. Nhưng dần dần thì tư thế này nó không còn đủ kích thích nữa, và các bạn đi tìm những tư thế mới hơn, những tư thế lạ hơn, rồi có nhiều cặp đôi thì áp dụng cả những tư thế rất là táo bạo và mạo hiểm. Và mọi người thì hay tìm trên phim ảnh để áp dụng nó ra ngoài thực tế, nhưng mọi người không hiểu rằng là có những thứ ở trên phim ảnh, thứ nhất là diễn viên họ đã có quá nhiều kinh nghiệm, và để mà làm được ra những thước phim đó thì họ phải có một cái quá trình cũng như là tập và diễn xuất cũng rất là dài rồi, mà chúng ta hiểu nó đơn giản quá và chúng ta đem ra áp dụng ngoài thực tế thì chúng ta dễ gây tai nạn giường chiếu, có thể là thủng cùng đồ hoặc là bị gãy dương vật. Cho nên các bạn phải hết sức lưu ý khi mà các bạn áp dụng những kỹ thuật và những tư thế mới lạ. Bản chất của tình dục thì không hề xấu nếu như chúng ta biết đúng cách, chừng mực và điều độ thì nó đem lại rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe cũng như là tinh thần. Còn nếu như các bạn có một tần suất quan hệ tình dục không hợp lý, quá mức cho phép thì nó lại ảnh hưởng rất là nhiều đến mặt sức khỏe nói chung. Và Thanh Hương đã từng chia sẻ cho các bạn tần suất quan hệ trên một tuần như thế nào là hợp lý rồi. Mọi người có thể xem lại video đó và Thanh Hương sẽ gắn lại cái đường link ở dưới phần mô tả nhé. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì đừng quên dành tặng cho Thanh Hương một nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra nhiều video hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.